Thưa quý vị, tiếp nối trong phần tin 24 giờ qua là các bản tin có liên quan đến Việt Nam và giải trí. Giới chuyên gia nói gì khi tàu USS Carl Vinson thăm Việt Nam? Trưa ngày 5 tháng 3, hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Carl Vinson và hai tàu hộ tống đến cảng Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm kéo dài cho đến hết ngày 9 tháng 3. Chuẩn đô đốc John Fuller, tư lệnh nhóm hàng không mẫu hạm tác chiến Hải quân Hoa Kỳ nói rằng, đây là một ngày lịch sử và Hoa Kỳ rất vinh dự khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu tại đây. Hoa Kỳ và Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ hơn bao giờ hết. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một nhà nghiên cứu Đông Nam Á đánh giá, chuyến thăm có 7 phần tượng trưng và 3 phần thực chất, bởi vì đây là một chuyến thăm và giữa hai bên chủ yếu là các hoạt động giao lưu, trao đổi, không có nhiều các hoạt động quân sự thực chất. Tuy nhiên, hai bên đã sẵn sàng để tiến hành các hoạt động quân sự ở cấp cao và quy mô lớn. Hình ảnh trên báo chí cho thấy đại diện của Hải quân và Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam tại lễ đón, nhưng không có trích dẫn nào thể hiện quan điểm của họ về chuyến thăm này. Thưa quý vị, thượng kỳ đầu năm tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Arlington, Texas. Chương trình thượng kỳ đầu năm tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ đã được tổ chức vào lúc 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 3 tháng 3 năm nay với sự phối hợp của Ủy ban Ban Bảo tồn tượng đài với các hội đoàn cựu quân nhân, như là Hội Cựu sinh viên Sĩ quan Trường bị Thủ Đức, Hội Ái hữu Hải quân Trùng Dương, Hội Gia đình Mũ đỏ, Hội Nha kỹ thuật, Hội Lực lượng đặc biệt, Hội Kỵ binh Thiết giáp, Hội Biệt động quân, Hội Gia đình Pháo thủ và Hội US&D Support Common. Dưới ánh nắng chan hòa và ấm áp, toán rước quốc quân kỳ của cựu sinh viên sĩ quan Trường bị Thủ Đức tiến về phía trước tượng đài, cùng với hai bên là các cựu quân nhân của các binh chủng, hành quân danh dự trong nghi thức thượng kỳ Việt Mỹ và phút mặc niệm. Tiếp theo là lễ đặt vòng hoa và mọi người được điều hợp gồm có niên trưởng là cựu đại tá Đinh Thạch Ôn, Chủ tịch cộng đồng Dallas Jason Lee, Chủ tịch cộng đồng hạt Tarrant Hồ Văn Điền và bác sĩ Đàn Thiện Hưng, Chủ tịch Ủy ban Bảo tồn Thượng đài. Trong phần phát biểu, lần lượt bác sĩ Đàn Thiện Hưng, trưởng ban tổ chức, cựu đại tá Đinh Thạch Ôn, đại diện cựu quân nhân và hai chủ tịch cộng đồng Dallas và hạt Tarrant với những lời chúc Tết đầu năm, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết của mọi người để phục vụ cộng đồng cũng như tạo động lực trong công cuộc giải thể chế độ Cộng sản hiện đang ngự trị trên đất nước thân yêu. Nghi thức cuối cùng trong lễ thường kỳ đầu năm tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ là các đại diện hội đoàn, đồng hương cùng dân hương trên bàn thờ được đặt trước tượng đài. Chương trình và nghi lễ kết thúc vào lúc 1 giờ 30 phút trưa cùng ngày. Thưa quý vị, Hội Đồng Hương Tây Ninh Hội Ngộ Tân Niên Mừng Xuân Mậu Tuất. Vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 3 năm nay, Hội Đồng Hương Tây Ninh đã tổ chức buổi họp mặt Tân Niên chào mừng năm Mậu Tuất tại nhà hàng Grand Fortune thuộc thành phố San Jose, California. Tham dự buổi tiệc có sự góp mặt đông đảo của quý Đồng Hương Tây Ninh và gia đình, các vị khách quý và truyền thông báo giới. Tiệc Tân Niên được Hội Tây Ninh tổ chức hàng năm, và năm nay ngoài chương trình văn nghệ, ban tổ chức cũng chuẩn bị tiết mục xổ số với nhiều phần quà hấp dẫn để tạo không khí vui tươi hơn trong dịp đầu năm. Tây Ninh Đồng Hương Hội Hoa Kỳ đã được thành lập cách đây hơn 15 năm. Dù phải đi ra hải ngoại để sinh sống và có bao nhiêu lo toan, thì với những con người Tây Ninh thật thà chất phác, Tây Ninh vẫn luôn là cố hương. Hội Đồng Hương Tây Ninh là gia đình và nơi những người con xa xứ quy tụ cùng hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Buổi tiệc ra mắt Ủy ban Vận động Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại. Buổi tiệc ra mắt Ủy ban Vận động Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại diễn ra vào hôm thứ Bảy ngày 3 tháng 3 năm nay tại nhà hàng Thần Tài, thành phố Fortress, Virginia, với sự hiện diện của gần 400 quan khách thân hữu đến từ nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ và Canada. Sau nghi thức khai mạc, giới thiệu khách danh dự và đại diện hội đoàn, cô Destiny Nguyễn, đồng trưởng ban tổ chức cho biết, tiếp nối truyền thống bất khuất của cha ông, thế hệ trẻ đang kết hợp thành một tổ chức để bảo vệ chính nghĩa quốc gia và vận động dân chủ cho Việt Nam. Kế đó là phát biểu của cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh, Tư lệnh Sư đoàn 3 Bộ binh, cựu Phó Đề đốc Đinh Mạnh Hùng, Phụ tá Tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, Chuẩn tướng Lập Thế Flora, thuộc Vệ binh Quốc gia tiểu bang Virginia, Thị trưởng Tạ Đức Trí, thành phố Westminster, California. Tiếp theo là lễ trao cờ lưu niệm từ thế hệ đi trước, truyền tay qua các thế hệ hậu duệ. Đây là lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa
treo trên hộ tống hạm Chí Linh, Hải quân 11, di tản từ Sài Gòn qua Philippines vào tháng 4 năm 1975. Tiệc ra mắt được kết thúc vào lúc 11 giờ đêm. Thưa quý vị, Jimmy Kimmel ca ngợi phong trào lên án những hành vi lạm dụng tình dục tại giải Oscar lần thứ 90. Người dẫn chương trình trao giải Oscar Jimmy Kimmel vào Chủ nhật 4 tháng 3 đã mở đầu chương trình bằng việc tôn vinh chiến dịch chống lại hành vi sai trái tình dục và sự đột phá của sự đa dạng sắc tộc trong nền công nghiệp điện ảnh. Trong phần mở đầu chương trình, Kimmel đã có những câu nói đùa về nam giới, tuy nhiên nhằm lên án những hành vi sai trái tình dục đã bị tố cáo kể từ khi hầu hết các nạn nhân là phụ nữ đã phá vỡ sự im lặng trong vài tháng gần đây để làm sáng tỏ những vụ lạm dụng quyền lực và xu hướng giới tính. Kimmel cũng đã ca ngợi phong trào Me Too và Time's Up giúp tạo nên một sự thay đổi mạnh mẽ về quyền bình đẳng giới tính. Cũng liên quan đến giải trí, thưa quý vị, diễn viên Oldman và McDormand đã giành giải diễn viên xuất sắc nhất. Gary Oldman đã giành được giải Oscar đầu tiên của mình vào Chủ nhật ngày 4 tháng 3 cho vai diễn Winston Churchill trong bộ phim Darkest Hour, trong khi Frances McDormand đã giành giải Oscar cho vai diễn trong bộ phim Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Oldman, 59 tuổi, là người dẫn chương trình Oscar cho nam diễn viên xuất sắc nhất sau khi giành được các giải thưởng tại Quả Cầu Vàng. Trong khi đó, Frances McDormand đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại giải Oscar vào hôm Chủ nhật 4 tháng 3 vì đã vào vai thành công một người mẹ đi tìm sự công lý cho cái chết của con gái mình trong bộ phim Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Đây là giải Oscar thứ hai cho McDormand, 60 tuổi, theo sau giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của cô năm 1997 với bộ phim truyền hình mang tên Fargo. Tiếp theo, xin mời quý vị theo dõi phần tin dự báo thời tiết cho ngày thứ Ba, 6 tháng 3 năm 2018 cùng với Thi Nhung. Và kính thưa quý vị, phần dự báo thời tiết được bắt đầu với thành phố Boston. Tại Boston, bầu trời có nhiều mây với nhiệt độ cao nhất vào khoảng 39 và thấp nhất là 34 độ. Gió đông bắc thổi từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, buổi chiều dự báo mưa vào khoảng 40%. Tại New York City, bầu trời nắng đẹp với nhiệt độ cao nhất 45, thấp nhất vào khoảng 36 độ. Gió đông thổi nhẹ ít hơn 5 dặm một giờ và buổi chiều cũng dự báo mưa 40%. Tại Washington DC, mưa từ buổi sáng lên đến 60%. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 47 và thấp nhất vào khoảng 36 độ. Gió đông nam thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Trong khi đó, tại Atlanta, mưa cũng từ buổi sáng và dự báo lên đến 100%. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 62, thấp nhất 41 độ, gió Tây thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Orlando tại tiểu bang Florida, bầu trời nắng đẹp với nhiệt độ cao nhất 84 và thấp nhất dừng ở mức 63 độ. Gió Tây Nam thổi từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. Buổi chiều mưa dự báo lên đến 80%. Tại Chicago, bầu trời có nhiều mây với mưa dự báo 50% trong ngày. Nhiệt độ cao nhất 41 và thấp nhất vào khoảng 27 độ, với gió Tây Nam thổi từ 15 cho đến 20 dặm một giờ. Tại Dallas thuộc tiểu bang Texas, trời trong và đầy nắng với nhiệt độ cao nhất 67 và thấp nhất dừng ở mức 39 độ. Gió Tây Bắc thổi từ 10 cho đến 15 dặm một giờ và mưa dự báo chỉ 10%. Tại Houston, khí hậu tuyệt đẹp với nhiệt độ cao nhất 75 và thấp nhất dừng ở mức 50. Gió Đông Bắc thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, trong ngày khô ráo không có mưa. Chuyển sang Seattle, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 49 và thấp nhất vào khoảng 33 độ. Gió Đông Bắc thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và mưa dự báo chỉ 10%. Tại San Jose, tại tiểu bang California, mây rải rác và nắng nhẹ trong ngày với nhiệt độ cao nhất 72, thấp nhất dừng ở mức 46. Gió Tây thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và trong ngày khô ráo không có mưa. Cuối cùng là tại Los Angeles với bầu trời đầy nắng, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 76 và thấp nhất vào khoảng 52 độ. Gió Tây Bắc thổi rất nhẹ, ít hơn 4 dặm một giờ và trong ngày cũng khô ráo, không có mưa. Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 24 giờ qua cùng với Thi Nhung và Thiện Hạnh. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào. Xin thân ái, kính chào.